Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với FPT Shop Channel. Và trong clip hôm nay mình sẽ không làm clip đánh giá gì về Galaxy Note 9 cả. Cũng nói về Galaxy Note 9 nhưng mà mình nói về những cái tip mà khi mà mình sử dụng nó ấy, thì mình cảm thấy nó thực sự là hữu ích với mình. Thì hy vọng là những chia sẻ của mình sẽ giúp ích được cho các bạn để sử dụng chiếc Note 9 của mình một cách dễ dàng hơn. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu vào clip luôn nha. Đầu tiên ấy là về phần màn hình. Thì có nhiều bạn mặc định là với màn hình của Samsung thì chúng ta sẽ có một màn hình rất là rực rỡ, cũng như là khi mà nhìn ảnh nó sẽ không đúng với phần thực tế. Nhưng mà với Samsung Galaxy Note 9 này, cũng như là từ cái thời mà S9 hay là Note 8 ấy, thì chúng ta đã có một cái màn hình mình thấy là màu sắc đã không còn quá rực rỡ và nó trở nên trung thực hơn rồi. Và cái này các bạn còn có thể tùy chỉnh lại cái phần màu của máy nữa, nên là các bạn đừng lo là màn hình Samsung là quá rực rỡ, chỉnh màu không đẹp được các thứ. Thực sự là với màn hình của Samsung Galaxy Note 9 hay là S9 Plus được các thứ ấy, thì mình trải nghiệm thì mình thấy nó đã thực sự rất là tốt rồi. Về trong phần màn hình thì các bạn sẽ vào phần cài đặt phần màn hình. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái phần là chế độ màn hình này. Các bạn sẽ vào trong này, nó sẽ có bốn cái chế độ là tối ưu hiển thị, phim AMOLED, ảnh AMOLED cơ bản. Đấy, mỗi cái màu nó sẽ có một cái tông khác nhau. Và nếu như các bạn thích nhạt hơn một xíu nữa, các bạn có thể chọn phần màn hình cơ bản này. Thì cái này thì nó sẽ cho cái độ ấm vừa phải, không quá rực rỡ. Còn nếu bạn thích một cái sự rực rỡ hơn nữa thì các bạn có thể chọn tối ưu hiển thị. Thì nó sẽ cho các bạn tùy chỉnh nhiều hơn. Chẳng hạn như bạn thích tông màu hơi ấm một xíu thì bạn sẽ kéo ở phần nóng lên này. Ở dưới này các bạn có thể tùy chỉnh lại ba cái màu cơ bản là đỏ, xanh lá cây và xanh dương để cho nó có một cái màn hình phù hợp hơn với con mắt của bạn. Và nếu như mà thường mình dùng ấy thì mình sẽ chuyển qua màu cơ bản để mình chỉnh ảnh đủ các thứ. Và cũng trong cái phần màn hình này ấy thì mình sẽ nói về một phần, đó chính là phần màn hình cạnh. Thì các bạn có thể vào phần cài đặt, sau đó thì chúng ta sẽ vào cái phần màn hình cạnh, hoặc là các bạn có thể vuốt cái thanh thông báo xuống. Ở đây nó có một cái mục là bật sáng màn hình cạnh này. Mình nghĩ cái tính năng này thì một số bạn sẽ hầu như là không dùng tới ấy. Bởi vì các bạn cũng không để ý lắm. Thường ấy, trên chiếc Samsung Galaxy Note 8 thì mình ít bật, bởi vì nó kiểu như hơi ngốn pin ấy. Còn với Galaxy Note 9 này ấy, thì pin của nó mình dùng always on và dùng cả tính năng này nữa thì vẫn sử dụng tốt trong một ngày. Thực sự là Note 9 cho mình một cái trải nghiệm pin rất là tốt. Thì khi mà có thông báo tới thì nó sẽ tự động chạy những cái viền sáng ở xung quanh. Thì các bạn có thể lựa chọn những kiểu hiệu ứng khác nhau, chẳng hạn như là cơ bản là nhiều màu, dạ quang, lấp la lấp lánh, ánh kim cương gì đấy. Và ở đây thì chúng ta có thể tùy chọn lại cái phần màu. Ví dụ như mình chọn ở đây là mình thích màu cam này, hoặc là các bạn có thể lựa chọn màu xanh. Đấy, nó sẽ chạy theo cái dãy của màu xanh cho chúng ta cái trải nghiệm màu trông rất là thích mắt. Hoặc là các bạn có thể tự tùy chọn cái kiểu màu mà các bạn thích ở trong cái phần bảng màu này. Sau đó các bạn sẽ hoàn tất. Ở trong này nó sẽ có thêm một cái phần là độ trong suốt của cái phần viền này, hoặc là cái chiều rộng, bề rộng của phần viền khi mà nó chạy. Mình thì mình sẽ để nó hẹp luôn, trông nó ảo diệu hơn. Và tiếp theo đó chính là một cái phần là chụp màn hình. Thông thường khi chụp màn hình đó, thường thì chúng ta sẽ phải nhấn giữ nút nguồn và nút giảm âm lượng một tí để nó chụp màn hình. Và trước giờ thì Samsung họ luôn luôn trang bị chúng ta một cái tính năng trên các dòng cao cấp của họ, đó chính là cái phần là cũng chụp màn hình luôn, như là bạn thao tác vuốt màn hình. Rồi thì các bạn chỉ cần vuốt qua là nó sẽ chụp màn hình cho các bạn. Chúng ta sẽ có cái hình vừa chụp ở đây. Nhưng mà một cái tính năng mình thấy rất là hay của Samsung đó chính là khi mà các bạn đọc một bài viết hoặc là một cái bài gì đó hay á, các bạn chụp màn hình lại. Và nếu như mà bạn muốn truy cập thì đấy, nhấp vào chúng ta sẽ có một mục là truy cập web. Thì từ cái hình này chúng ta có thể truy cập thẳng vào cái trang web vừa nãy mà chúng ta đã lưu hay là chụp ảnh trước đó. Rất là dễ luôn đúng không? Đây thì nó đã vào sẵn cái link mà mình vừa chụp lúc nãy luôn này. Cực kỳ là thuận tiện luôn, mà mình thấy cái này rất là một cái điểm cộng. Tuy là nhỏ thôi mà thực sự nó là một điểm cộng lớn của Samsung ấy. Và tiếp tục trên cái phần màn hình này nữa thì chúng ta sẽ có một cái phần là phần đa nhiệm này. Đa nhiệm thì các bạn có thể tùy chọn. Ví dụ như ở đây các bạn, nó sẽ hiện lên cái phần thumbnail cho các bạn rất là rắc rối ấy. Thì bạn không biết là lựa chọn như thế nào thì chúng ta sẽ tùy chọn vào cái nút ba chấm phía trên này. Các bạn click vào thì nó sẽ có một cái mục là xem dạng danh sách. Thì đấy, do đa nhiệm của chúng ta nó sẽ hiện ra cái dạng kiểu danh sách như thế này. Thì các bạn sẽ dễ dàng đọc các phần tên hơn, cũng như lựa chọn. Ví dụ mình muốn vào Instagram thì mình sẽ nhấp vào đây, đó thì nó sẽ vào Instagram. Còn nếu các bạn không thích thì bạn có thể mở lại cái phần xem dạng hình thu nhỏ, nó sẽ trở lại cái hình đa nhiệm kiểu truyền thống. Với Samsung Galaxy Note 9 thì chúng ta sẽ mở cái app RAW của nó bằng việc là chúng ta sẽ vuốt từ dưới lên hoặc là từ trên xuống. Tuy nhiên vì khi mà các bạn sử dụng máy bằng một tay ấy, thì việc mà vuốt thanh thông báo từ ở trên cạnh trên xuống hẳn như thế này thì nó sẽ hơi gặp một chút khó khăn. Thì một cái mẹo đó chính là mình sẽ chỉnh lại để cho cái phần vuốt thông báo, các bạn chỉ cần vuốt ở phần màn hình, các bạn vuốt xuống là đã mở thanh thông báo cho các bạn rồi. Và cách rất là đơn giản, các bạn sẽ mở trong cái phần cài đặt màn hình chờ, và trong này nó sẽ có một cái mục là mở nhanh bản thông báo, thì các bạn sẽ bật nó lên.
Thì khi mà bạn bật nó lên xong thì ở màn hình chờ thì các bạn vẫn có thể vuốt xuống để mở thanh thông báo này, không cần phải vuốt thẳng từ ở trên viền xuống. Và ngoài ra ở trong phần cài đặt, chúng ta sẽ đến với cái phần là tính năng nâng cao. Đây, ở trong này thì các bạn sẽ có một cái mục là thao tác cảm biến vân tay. Các bạn sẽ nhấp vào trong này, nó sẽ hiện lên này, bật, vuốt lên hoặc xuống để mở hoặc là ấy bản thông báo. Đấy, các bạn sẽ nhấp vào trong này. Đấy, rất là thuận tiện luôn, chỉ sử dụng cái cảm biến vân tay không chỉ để mở khóa mà các bạn vuốt xuống này để mở cái thanh thông báo. Ở ngoài màn hình chờ thì khi các bạn vuốt lên thì các bạn sẽ mở được Samsung Pay. Và một cái phần nữa là phần quản lý pin cũng như là hiệu năng của máy, là nó sẽ nằm ở trong cái phần là bảo trì thiết bị. Mà từ cái thời S8 chúng ta đã có cái mục này rồi. Đó chính là các bạn sẽ nhấp vào đây thì nó sẽ có rất là nhiều cái mục như là pin này, chế độ hiệu năng, lưu trữ rồi các thứ. Thì ở trong này nó sẽ hiển thị cho chúng ta là cái phần trạng thái bảo trì điện thoại của các bạn. Nếu mà nó ở phần thấp hơn thì các bạn có thể tối ưu ngay để máy trở về một cái thời điểm hoạt động tốt nhất. Và ở trong phần pin đấy thì nó sẽ có một cái mục quản lý pin cho các bạn, mà mình cũng thường xuyên thi thoảng, ví dụ 2-3 ngày mình lại vào trong này, nó sẽ thông báo cho các bạn là những cái ứng dụng nào nó sẽ ngốn pin và cũng như đang chạy ngầm, thì các bạn có thể dùng nó để tắt đi một cách nhanh chóng luôn mà chúng ta không cần phải vào trong cái phần quản lý ứng dụng. Thì mình thấy cái này nó rất là hay, và ở đây nó có nhiều, rất là nhiều mục. Mà trước giờ mình dùng con Galaxy Note 9 thì mình chưa bao giờ sử dụng cái phần tiết kiệm pin của nó cả. Cơ bản là pin của nó đã đáp ứng một cái thời lượng tốt cho mình rồi. Và ở trong này thì khi mà các bạn muốn lựa chọn các chế độ hiệu năng thì các bạn có thể vào ở trong này, hoặc là có một cái mục nhanh ở đây thì các bạn sẽ có một cái mục là chế độ hiệu năng, khi mà các bạn bật lên thì sẽ chuyển qua để chơi game. Và với con Galaxy Note 9 thì mình chuyển nó về màn hình là Full HD. Chỉ khi nào mà mình xem phim thì mình chuyển nó lên chất lượng cao, và những bộ phim của mình phải là chất lượng cao thì mình chuyển lên, còn không thì mình vẫn để Full HD, nó vẫn cho mình trải nghiệm tốt rồi. Và thêm nữa thì nói về dòng Note thì chúng ta không thể bỏ qua đó chính là cây bút S Pen. Thì với S Pen thì chúng ta làm được rất là nhiều thứ truyền thống, giống như là các bạn có thể viết được trên màn hình ghi chú này. Sau khi viết xong thì các bạn có thể lưu vào phần ghi chú của mình. Và với bút S Pen thì chúng ta có thể làm được rất là nhiều thứ mà thực ra là trong các clip trước mình đã nhắc rất là nhiều luôn rồi. Cụ thể là các bạn có thể nhấn giữ để mở camera này. Đấy, sau đó là bạn có thể nhấn hai lần để chuyển đổi camera trước sau, và nhấn để chụp. Đấy, thì với cái này thì mình thấy nó thực sự là thuận tiện khi mà các bạn đi chơi nhóm hay là các thứ, đi du lịch mà kiểu như là không có ai chụp, mình cắm máy mình vẫn có thể tự canh để tự chụp được. Đó là một cái gọi là gì đó, hình thức cao nhất của sự cô độc và tự sướng. Với bút S Pen thì các bạn hoàn toàn có thể quản lý lại các tính năng của bút S Pen này, như là điều khiển từ xa, mở khóa, rồi cái dạng xem không chạm nhận trực tiếp. Và bút S Pen thì vẫn có những cái lệnh bắt buộc mà trước giờ chúng ta đã sử dụng, đó chính là Smart Select này, viết trên màn hình ghi chú này, rồi tạo ảnh động, tạo ảnh gif rồi các thứ, các kiểu. Và đặc biệt là một cái tính năng mà mình rất thích, đó chính là tính năng dịch thuật bằng bút S Pen. Ngoài ra Samsung có thêm cái mục là Pen Up. Thì với Pen Up ấy thì các bạn có thể trở thành một họa sĩ. Nói theo đúng nghĩa của Samsung luôn, các bạn có thể học vẽ rất là dễ dàng với cái ứng dụng này. Và nó sẽ cho các bạn những cái mẫu hình sẵn và các bạn có thể học vẽ theo đó, rất là thuận tiện luôn. Và thêm một cái tính năng nữa, đó chính là Samsung Desk. Thì với Samsung Desk thì mình có thể xuất chiếc Samsung Galaxy Note 9 của mình ra một cái màn hình TV hoặc là máy tính. Màn hình máy tính thì chúng ta có thể sử dụng nó mô phỏng giống như là một chiếc máy tính thông thường vậy. Các bạn có thể sử dụng chiếc Samsung Galaxy Note 9 của các bạn để làm chuột và sẵn là bàn phím luôn. Còn nếu như mà các bạn có chuột không dây và bàn phím không dây thì bạn kết nối để sử dụng một cách thuận tiện hơn. Cái này thì khi mà chúng ta trình duyệt web này, soạn thảo văn bản cũng như là các bạn viết lách đồ các thứ ấy, thì mình thấy nó sẽ rất là phù hợp. Và đặc biệt là với mình thì mình hay tải phim về, mình xuất ra một màn hình lớn mình xem thì cực kỳ đã luôn. Và hy vọng rằng qua cái clip này thì các bạn có thể có thêm một số tip cũng như là nó sẽ giúp ích cho các bạn để có thể sử dụng chiếc Samsung Galaxy Note 9 của mình một cách hiệu quả hơn. Và các bạn đoán xem là cái hashtag mà mình gắn ở phía trên tiêu đề nó có ý nghĩa là gì? Chúng ta thử chơi một trò chơi nho nhỏ trước đây, thì các bạn cứ comment những cái suy nghĩ của bạn về cái hashtag đó nhé. Và trong một clip sau Hiếu làm ấy thì chúng ta sẽ có một cái trò chơi để dự đoán hashtag luôn. Thì trước mắt chúng ta sẽ nháp trong cái này đi. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Và nếu clip hữu ích thì đừng quên like cũng như là subscribe FPT Shop Channel. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau.